Quay trở lại với chị Hồng Ly thì Ngọc Châu được biết rằng là các bạn sinh viên Việt Nam khi mà lựa chọn đi du học Mỹ thì đa số đều là có người thân ở bên đó. Như vậy thì cái việc mà có người thân ở Mỹ thì có ảnh hưởng gì đến cái khả năng được cấp visa hay không ạ? Thì nếu mà bạn có người thân tại Mỹ thì phải khai báo rõ ràng với lãnh sự. Còn ví dụ như là cái việc mà có người thân đang làm việc hoặc sinh sống tại nước ngoài, hầu như việc đó rất là hoàn toàn là bình thường. Thì để mà thuyết phục lãnh sự cấp visa cho mình thì mình phải chứng tỏ được cái khả năng tài chính của mình sẽ là đủ để mà trả cái tiền học phí, chi phí sinh hoạt trong suốt quá trình học tập tại Mỹ. Thì các bạn cần cái chứng tỏ với lãnh sự là mình phải, nếu là một du học sinh thực sự thì mình phải có một kế hoạch rõ ràng trong suốt quá trình học tập và nguyện vọng trở về Việt Nam sau khi là hoàn tất là khóa học. Thì để khai báo một bộ hồ sơ như thế nào để không ảnh hưởng trong quá trình phỏng vấn xin visa thì các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương, thì chuyên viên sẽ hướng dẫn bạn là chi tiết và cụ thể.